Và chúng ta sẽ đến với chuỗi các bài ngày hôm nay, đó chính là kim loại kiềm thổ. Thứ nhất là về vị trí và cấu tạo electron, cấu hình electron nguyên tử. Kim loại kiềm thổ của chúng ta thì nằm ở nhóm 2A. Nó nằm ở cột thứ hai trong bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố học, bao gồm các nguyên tố như sau. Đứng đầu nhóm 2A của chúng ta là nguyên tố beri, sau đó đến magie, canxi, song chi và cuối cùng là bari. Năm nguyên tố này là năm nguyên tố được biết đến là các kim loại kiềm thổ, được chưa nhỉ? Chúng ta nhớ năm kim nguyên tố này kèm theo cái thứ tự của nó nữa, được chưa? Bởi vì là cái thứ tự này nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự so sánh về cái khả năng hoạt động cũng như khả năng thể hiện các tính chất của các nguyên tố này trong các phản ứng hóa học. Vì nó thuộc nhóm 2A như thế này nên cấu hình electron lớp ngoài cùng của nó là NS2. Ví dụ với beri nằm ở chu kỳ 2 thì là 2N2S2, với magie 3S2, canxi là 4S2 và song chi và bari tương tự như vậy. Về tính chất vật lý thì kim loại kiềm thổ của chúng ta có màu trắng bạc và có thể rát mỏng. Màu trắng bạc ở đây và có thể rát mỏng thì đây gần như là các cái tính chất bất biến của kim loại, bởi vì nó là các tính chất chung của kim loại rồi. Thì kim loại của chúng ta có 4 tính chất chung và trong đó có cái tính chất là có thể rát mỏng. Đấy nhỉ? Và đây là cái tính chất vật lý chung của kim loại. Thứ hai là nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ cứng của nó tương đối là thấp. Nhưng khi nó thấp như vậy nhưng mà nó vẫn có thể cao hơn cái kim loại kiềm. Vẫn cao hơn kim loại kiềm. Cái việc so sánh nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và độ cứng thấp như vậy thì ở đây nó sẽ liên quan đến rất nhiều đến các kim loại khác. Đấy, nhưng mà chúng ta so sánh ở đây là trong phạm vi đầu tiên là đây là với tất cả các kim loại. Còn ở cái thứ hai là nếu so sánh kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ thì kim loại kiềm thổ của chúng ta vẫn cao hơn nhiều. Được chưa nhỉ? Khối lượng riêng khá nhỏ, nhẹ hơn nhôm và trừ bari. Các tính chất không biến đổi theo một quy luật nhất định. Do các kim loại kiềm thổ này có kiểu mạng tinh thể khác nhau. Chúng ta nhớ này, với kim loại của chúng ta thì các tính chất vật lý chung của chúng ta là không nói làm gì. Nhưng với các tính chất vật lý riêng, ví dụ như độ nặng, nhẹ, độ cứng, hay là tính mềm hay là như thế nào đó, thì nó sẽ có liên quan rất là nhiều đến cái mạng tinh thể. Mạng tinh thể. Và đối với kim loại kiềm thổ là một trong các cái kim loại mà nó có cái kiểu mạng tinh thể nó biến đổi. Ví dụ như từ beri, magie, canxi hay song chi, bari này, mỗi cái nó có một cái mạng tinh thể riêng. Và từ cái mạng tinh thể đó nó có thể thể hiện được cái tính chất riêng ở trong cái phương diện tính chất vật lý của nó.